Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Viettel Store TV. Hôm nay, giới công nghệ lẫn fan hâm mộ của Oppo đã chứng kiến màn ra mắt thực sự ấn tượng của bộ đôi smartphone cao cấp kế nghiệm chiếc Oppo Find X từng phá vỡ rất nhiều kỷ lục cũng như là phô diễn rất nhiều công nghệ đột phá của Oppo. Và đúng như những tin đồn và những kỳ vọng trước đó của giới công nghệ, Oppo Reno ra mắt đã tiếp tục phô diễn những công nghệ mới và hứa hẹn sẽ còn đột phá hơn những mẫu flagship đầu bảng có trên thị trường hiện tại. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ đem đến cho các bạn cái nhìn cận cảnh nhất về bộ đôi Oppo Reno này nhé. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến những sản phẩm của Oppo thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo tại hệ thống siêu thị Viettel Store. Link mình sẽ để phần mô tả của video nhé. Đầu tiên sẽ nói về phiên bản cao cấp Oppo Reno 10X Zoom. Máy được trang bị màn hình AMOLED với kích thước là 6,65 inch và không tai thỏ. Màn hình này hỗ trợ độ phân giải tối đa là Full HD Plus. Theo như công bố của nhà sản xuất, phiên bản này có tỷ lệ bao phủ mặt trước lên đến 91,3%. Ngoài ra, màn hình cũng được tích hợp công nghệ HDR10 Plus, cảm biến vân tay dưới màn hình và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 6. Bên trong chiếc Oppo Reno phiên bản cao cấp là con chip Snapdragon 855, cùng với đó là 8GB RAM và bộ nhớ trong tùy chọn cao nhất là 256GB. Ngoài ra, chúng ta sẽ có thêm một phiên bản thấp hơn, đó là 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Đặc biệt, phần camera thò thụt của máy được thiết kế khá độc đáo mà Oppo gọi đây là hình dạng vây cá mập Shark Fin, khiến cho chiếc Oppo 10X Zoom trở nên khác biệt hơn với hầu hết những cái mẫu smartphone khác có dạng camera module có trên thị trường. Phần pop-up này gồm một cảm biến với độ phân giải là 16 megapixel, khẩu độ f/2.0 và đèn flash LED giúp cho các bạn có thể chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng một cách tốt hơn. Khi sử dụng camera trước thì module camera này sẽ tự động trượt lên, nhìn từ phía sau thì chúng ta sẽ có cảm giác rằng đây là một chiếc máy đến từ tương lai. Về camera sau thì Oppo Reno 10X Zoom sở hữu cụm 3 camera sau với camera chính với độ phân giải là 48 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX586 và một khẩu độ rất lớn f/1.7, một camera góc siêu rộng 8 megapixel và một camera tele 13 megapixel và đây là camera tele hỗ trợ zoom quang 10x. Oppo Reno là smartphone đầu tiên của Oppo được trang bị công nghệ zoom lossless 10x thông qua ống kính tiềm vọng ở mặt lưng. Khác với những cái thiết bị có trên thị trường thì ống kính tiềm vọng này sẽ có hình vuông chứ không phải là hình tròn, và để bảo vệ cho camera khỏi chảy xước khi đặt xuống mặt bàn thì Oppo đã thêm vào một vòng tròn bằng sứ màu xanh gọi là O-dot, nhô cao hơn so với camera để tránh camera tiếp xúc trực tiếp với mặt phẳng khi mà chúng ta để máy xuống mặt bàn. Cụm camera này cũng bao gồm thêm đèn flash LED kép và hệ thống laser lấy nét tự động. Về phần mềm thì máy sẽ được cài sẵn Android 9 Pie cùng với đó là giao diện ColorOS 6. Máy cũng sẽ được tích hợp công nghệ GPS băng tần kép để xác định vị trí chính xác hơn. Ngoài ra, một số kết nối khác như là NFC hay là jack 3.5mm thì vẫn được duy trì. Trợ lý ảo Reno Assistant sẽ giúp hỗ trợ theo dõi thói quen của người sử dụng, hoặc là công cụ Game Boost 2.0 để tăng tốc khi chơi game. Hệ thống loa với công nghệ Dolby Atmos cũng là một điểm cộng của sản phẩm này. Với chiếc Oppo Reno 10X Zoom thì máy sẽ được trang bị một viên pin với dung lượng lên đến 4065mAh và có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0. Thiết bị được làm mát bằng hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng bên trong máy. Oppo Reno 10X Zoom sẽ chỉ có hai màu là Foxy Green và Extreme Light Black và giá dự kiến sẽ khởi điểm từ 3.999 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 13,8 triệu đồng. Ngoài ra, chúng ta sẽ có thêm một phiên bản ở phân khúc tầm trung và đây chính là chiếc Oppo Reno phiên bản tiêu chuẩn. Máy sẽ được sở hữu màn hình AMOLED nhưng kích thước được giảm xuống còn 6,4 inch và độ phân giải sẽ là Full HD Plus, cùng với đó là tỷ lệ màn hình 19:5:9. Thiết bị cũng vẫn sẽ được trang bị máy quét vân tay dưới màn hình và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 6. Bên trong là con chip Snapdragon 710 thay vì con chip Snapdragon 855 và đây là một con chip khá mạnh ở trong phân khúc tầm trung. Bộ nhớ RAM của máy sẽ có hai phiên bản là 6GB và hỗ trợ tối đa lên đến 8GB. Trong khi đó, bộ nhớ lưu trữ trong sẽ là 128GB và cao nhất là 256GB và cũng hỗ trợ mở rộng bộ nhớ thông qua khe cắm thẻ nhớ bên ngoài. Oppo Reno phiên bản tiêu chuẩn sẽ chỉ được trang bị camera kép ở phía sau với ống kính 18MP khẩu độ f/1.7 ở cảm biến chính, có hỗ trợ lấy nét theo pha, hỗ trợ chống zoom cao học và cảm biến đo độ sâu trường ảnh sẽ có độ phân giải là 5MP cùng với đó là khẩu độ f/2.4. Viên pin của máy sẽ có dung lượng là 3765mAh và vẫn được trang bị công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0 sạc thông qua cổng USB Type-C. Ngoài ra, trợ lý ảo, công cụ tăng tốc khi chơi game, kết nối NFC, loa Dolby Atmos đều sẽ được giữ nguyên. Oppo Reno phiên bản tiêu chuẩn sẽ được bán ra với các màu sắc Foxy Green, Extreme Light Black, Nebula Purple and Pink Mist với mức giá khởi điểm chỉ từ 2.999 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 10,4 triệu đồng. Vậy còn ý kiến của bạn ra sao? Các bạn thấy bộ đôi Oppo Reno này có ấn tượng không? Các bạn sẽ mua nó chứ? Và các bạn có thích chiếc Oppo Reno nào thì hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới nhé. Đừng quên là các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những sản phẩm của Oppo, đặc biệt là bộ đôi F11 và F11 Pro tại hệ thống siêu thị Viettel Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.